4 người hả? 4 người mập. Sau đó mời thêm 3 người. 3 người. 3 người mập. Bự. 3 người khác. Ok. Đi. Only you can talk. You will speak to them. Yeah. Okay. Kêu thêm 3 người nữa. 3 more persons. 3 người. Chơi với mình chứ không phải là vô trong đây với mình. Vô đây. Bây giờ mình hiểu được cái màn gọi là trùm váy rồi. Đi 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 đi. Rồi nha, phải kéo lên cạnh té. Cái này đi máy vô đi máy. Chưa. Bị có bóng giật vào. Em nhảm đâu? Ủa xin lỗi không. Nghe vậy. Tôi mới có 1 chân rồi nha. Let's go. Come on, open. Rồi, dưới đi dưới. Từ. Tôi mới có 1 chân nha, bà nội. Sao chưa? Rồi, kéo lên. Kéo cao lên. Rồi, đi. Come on. Thank you. Đi lên. Bên đây. Đi máy. Đi sao rất là khó, đừng có tưởng giỡn. Chậm thôi, đi sao đạp trên người đi trước. À, đừng có cười. Đừng có cặp tay qua đây cho tao đi với chơi. Okay. Ba đứa mày đi trước rồi mà. Chú ơi. Chưa. Chúng tôi bây giờ chúng tôi quay lại. Nên chú cũng chơi game, cũng tham gia. Đi. Cơm chúng tôi. Nhỏ không sao. Nhỏ chơi được. Nhỏ không chơi được. Được. Xin chào. Anh ơi. Đừng có trả anh tâm. Thấy gì vậy? Thấy thập mặt đất bây giờ. Giúp tôi. Lên lầu 5 luôn đi, lầu 5 đông người lắm. Lên luôn đi. Rất là khó đi phía sau này, đạp trúng rồi té không à. Thôi mệt quá, anh đi ra đằng trước đi. Mày, lên trước đi. Đó, xích qua bên kia. Để mình nói cho, anh có thể nói lại cho người ta hiểu nè. Nếu như gặp một chú, mình sẽ nói chú ơi con mời chú chơi một trò chơi. Con mời chú trước chơi một trò chơi. Một trò chơi. Con mời chú chơi một trò chơi. Con mời. Con mời chị chơi một trò chơi. Đúng chúng tôi. Chơi gì? Speak English with us. Tôi hy vọng các em cùng tham gia biệt đội chơi. Cùng tham gia. Mỗi tham gia. Cảm ơn chị. Ok. Thôi mình đi lên đi. Đây. Khó lắm rồi, không mời dễ đâu. Thấy 4 con điên này ai mà chơi. À đây, mời thằng bé này nè. Từ. Xin chào. Chào em. Anh Kim Nguy sức khỏe. Chúng tôi muốn chơi game. Được không? Được không? Yes. Hai người. Lên lầu 5. Bao nhiêu tuổi? Nói đi. Lên lầu 5. Mời hai em. Anh đang gần lầu. Lên lầu 5. Lên lầu 5. Bây giờ mình tìm thêm một người. Mình tìm thêm một người già nữa. Tìm thêm một người già nữa là đủ rồi. Phải từ tốn, người ta không có sợ. Mình phải từ từ. Mình ào, tưởng ăn cướp tới, người ta từ chối liền. Nhìn tụi mình sao ăn cướp được chị? Không, nãy nhờ không? Tại hai đứa bé này nhìn thấy cái mặt chị thân thiện quá. Đây nè, có bác này nhưng mà đồ nhiều quá sao chơi được. Hỏi ơi, hỏi đại, bác này hỏi đi. Xin chào. Chào chị, chào cô. À, mời cô chơi game cùng chúng tôi. Giúp tôi.
Ok. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Ok không? À, ok. Yeah. Rồi đúng rồi, nội mình đúng rồi. Lên lên đi lên lên nhanh nhanh. Ok ok. This way, this way. Okay. Now shooting video. Okay. So, yeah. We want to game show. Hỏi mấy tuổi? With you. Yeah. Okay. 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 Bây giờ thế này, chúng tôi đã tìm được một bạn nữ. Vậy thôi đi kiếm đi. Thôi đội này ra khỏi quần nha. Mình thắng rồi, mình ra đi. Về trước được điểm đó chị. Mời được 3 người mà thắng được 1 điểm. Trời ơi, ráng chịu. Do you want to join the game? The TV show. Okay. You want? Okay, okay, okay. One more. Okay. Okay. Đội của tôi á là một đội gọi là đội quốc tế. Quốc tế. Trò chơi đã tới rồi nè, đọc nè. Mình là quốc nội. Nhiệm vụ thi đoán tên bài hát. Hai đội sẽ thi đấu lần lượt. Mỗi đội đoán tên bài hát truyền tai nhau bằng cách nhái lại giai điệu từ người này truyền tai người kia, để cho người cuối cùng mỗi bài hát đoán đúng tên được 1 điểm. Thời gian đưa ra đáp án mỗi bài là 30 giây. Khi nhạc xưa. For example, he hear the song and he describe to him and he describe to me. You make a melody. You describe by dancing or your body language or you can move whatever. To make we understand the name is song. Nếu vậy là chỉ cần một melody thôi. Đoán cái melody. Bài hát đúng không? Đoán tên bài hát. Have you ever heard about Vietnamese song? No. Nghe nhiều. Okay. Cái người cuối cùng sẽ là cái người nói cái tên bài hát. Là cái người đó phải biết nhiều bài hát nhất. Người nào mà biết tên, biết cái tên bài hát nhiều nhất. Biết nhiều tên bài hát nhất chắc là em rồi. Để chị là người đầu tiên cho, tại chị sẽ nghe. Bắt rồi nha. Được không? Ok. Ok. Đánh ra, nghe hình em. Mày nghe chứ, mày nghe. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cứ bên nhau vượt câu xe đi chọn đời cuối con đường. Bài của Tuấn Hưng là bài. Đến cuối con đường. Để khi là chọn đời. Nắm chặt tay anh. Sai. Bài đó là nắm lấy tay anh. Sai có một chữ à. Thôi em nghe gì em làm lại đó thôi. Gãy đầu á em. Lần hai được không? Cái gì coi? Thôi cười dưới đây. Nó lạc rồi, nó qua cái bài khác rồi. Ủa bài đó nữa hả? Ủa sao giống y chang vậy? Kêu ông kia hát lại đi. Không được, hát lại hết lần. Giờ nó nhớ lại cái bài kia rồi.
Hôm nay tập trung vô giùm em cái. Không thể nhớ được cái giai điệu. Bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Trời ơi, buồn quá. I'm scared. Căng. Ờ, cái nhạc giống nhạc của Quốc Cao vậy. Thích phòng à. Như ba cô gái rồi xin nói. Bài đó bài gì cô? Rồi sao không mời cô về à. Bài đó bài gì vậy? Cô gái trời coi đi ta đàn hả? Ủa mà phải hát là te 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 đó, đè 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 hả? Đúng rồi. Là cái gì? Cái câu nào vậy? Câu đầu tiên nó bật lên vậy đó. Trời, về đây thành nhạc quốc ca rồi. Về đây thành te 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 phải giữ nguyên đúng cái âm vực của nó, phải giữ cái nhịp điệu nó phải chuẩn. Có tâm giùm tôi cái. Ghê quá, em ghê thế em. Phải đúng cái nhịp điệu đúng nha. Thiếu rồi, ngày qua nãy thiếu rồi nè. Ok. Thằng May nó không biết hát nó chết chứ. Quên rồi. Chúng ta đang có trong tay một vũ khí bí mật anh Đạt à. Cái đó đúng nghĩa là vũ khí bí mật luôn á. Có quyền đảo mà. Đảo đi. Sao cô? So với nguyên trạng của bé thì truyền qua rồi nha. Còn đúng hay không thì không biết nha. Anh có ra không? La dễ rồi. Trâu lên bờ trâu vô mâu trắng, cô thương trâu gì trâu ông không nhẹ. Ông bóng bà bạc. Đừng ngại ngùng, có nhỏ về bà xấu. Rồi bài cuối cùng. The finish song cố lên. Làm bài gỡ gạt coi. Bà nhảy còn rối loạn thêm á. Ok. Ừ.
Tao có quyền thay đổi tụi bay không? Tụi bay như con giòi vậy đó. Cố lên cô. Cô qua đây với con. Em mà đoán ra mà do mây truyền thì anh nể em lắm. Cô cứ tin con nghe rồi. Ok, nghe đây, là anh tóc rối bời mỗi số. Nếu nghe đến. Yeah. Rồi, đổi lại. Ok. Mình được một bài. Okay. Trời ơi, chỉ có nghe bà Tường mới biết bài gì thôi. Ok. Nghe đây không biết được. Ok, bây giờ là lúc mình sắp đặt đội mình nè.